Dây tô man hôm nay nó lại về nha anh em nhé. Đấy, dây tô man hôm nay nó lại về này. Thì hôm nay về còn các những size như sau. Size số 1. Đấy, size số 1 này. 1.5 này. Đấy, 1.5 này. Và 3 anh em nhé. 1, 1.5 và 3. Này là màu cam nha anh em nhé. Màu cam. Tô man thì anh em từng chơi biết rồi, không cần phải nói nhiều đến tô man rồi. Vẫn giá vẫn như thế nha anh em nhé. 200.000 trên một cuộn. 150m. Đấy, 200.000 cộng ship nha anh em nhé. Ship. Tiếp theo ở đây thì gồm có Kizuna này, số 1 này, 2 này, 2.5 này, 3 và 4. Kizuna thì nó màu xanh lá cây như thế này nha anh em nhé. Thì Kizuna này do Nhật sản xuất. Thì một cuộn của này của nó là 150 da, là 135m. Đấy, 135m thì giá của nó là 330.000 cộng ship nha anh em nhé. 330.000 cộng ship. Đấy, Toman. Thì ở đây em còn 3 cuộn gold sen như thế này nha anh em nhé. Giá của nó 3 cuộn số 3 nha anh em nhé. Giá của nó là 400.000, ngày trước 400.000 ship, bây giờ 400.000 bao ship luôn anh em nhé. Chỉ còn 3 cuộn thôi. Đấy, chỉ còn 3 cuộn như thế này thôi. Đó. Chỉ còn 3 cuộn. Ngoài ra nhà em còn có nipper này, cáp này, khóa này. Đấy, mồi này. Đây là các dòng mồi nuôi biển nha anh em nhé. Đấy, các dòng mồi nuôi biển này. Đó, các dòng mồi nuôi biển này cho anh em nuôi biển này. Đó. Mồi nuôi nóc này. Nóc có đầy đủ hết anh em nhá, từ cá sắt này, đấy, cá sắt này, nhái hơi này, đó, E39 rồi mồi cứng này, phay xô, có tất cả đầy đủ nhé anh em nhé. Anh em cần loại nào thì có thể alo trực tiếp cho em nhé, chào anh em.